Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Bây giờ là tối thứ 6, chắc hẳn là quý vị và các bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi kết thúc một tuần làm việc. Hy vọng là mọi người sẽ có 2 ngày cuối tuần thư giãn thoải mái bên gia đình và bạn bè. Cách đây chưa lâu thì chúng ta đã bàn về chủ đề mối liên quan giữa rồng và khủng long. Trong video thì tôi đã khẳng định rằng mối liên quan giữa rồng với khủng long rất yếu và thực chất thì rồng là một sinh vật tổng hợp từ cả những động vật đã tuyệt chủng lẫn những động vật đang còn tồn tại với trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng bạn nghĩ thế nào nếu tôi nói thực chất thì khủng long cũng từng nhìn rất giống rồng, đã có cơ hội để trở thành rồng nhưng cuối cùng thì tạo hóa đã không lựa chọn đi theo hướng đó, để rồi chúng ta có hậu duệ của khủng long là các loài chim ngày nay. Lưu ý một chút, rồng mà tôi nói đến ở đây là dạng rồng phương Tây, Dragon, với ngoại hình giống bò sát đi cùng với đôi cánh khổng lồ giống cánh rơi, chứ không phải rồng phương Đông với thân giống rắn nhưng có chân và không có cánh. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một thử nghiệm kỳ lạ của tạo hóa trên khủng long, mà kết quả của nó là một loài khủng long trông rất giống những gì mà người ta tưởng tượng về rồng phương Tây. Đó chính là Di Chỉ, hay dịch ra Hán Việt là Dực Kỳ, có nghĩa là đôi cánh kỳ lạ, loài khủng long từng sống cách đây khoảng 160 triệu năm trước. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trung Quốc là một quốc gia quan trọng trong nghiên cứu cổ sinh vật học, với kho tàng hóa thạch vô cùng phong phú và chất lượng. Tại Trung Quốc thì người ta đã phát hiện bằng chứng hóa thạch đầu tiên về việc khủng long phi điểu có lông vũ với hóa thạch của loài khủng long cỡ nhỏ Sinosauropteryx primer. Trong những năm tiếp theo thì những hóa thạch dạng này liên tiếp được phát hiện ở Trung Quốc và một số nơi khác trên thế giới, càng khẳng định mối liên hệ giữa chim và khủng long, cũng như tạo ra cuộc cách mạng trong hình dung của chúng ta về ngoại hình của khủng long. Chúng từ những con bò sát trần trụi chỉ có vảy bao phủ cơ thể thì ngày nay, nhiều loài khủng long đã được khắc họa với những bộ lông không chỉ có công dụng hỗ trợ giữ ấm cơ thể để khoe mẽ mà còn là bước chuẩn bị cho những đôi cánh lông vũ ở chim sau này để chúng có thể cất cánh bay lên. Nhưng cánh có lông vũ từng không phải là lựa chọn duy nhất của khủng long. Vào những năm 2000 thì một người nông dân tại Trung Quốc có họ là Vương đã khai quật được hóa thạch của một con vật nhỏ tại mỏ đá gần ngôi làng Mộc Đầu Đá, huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc. Vương đã bán hóa thạch này cho Bảo tàng Tự nhiên Sơn Đông Thiên Vũ vào năm 2007 và việc xử lý hóa thạch này được giao cho một kỹ thuật viên giỏi của bảo tàng. Nhiều đặc điểm lạ thường cũng như các mô mềm của hóa thạch được khai phá bởi người kỹ thuật viên này thay vì do những người bán hóa thạch tự tay xử lý trước khi được bán lại, nên các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu hóa thạch đều tin tưởng rằng hóa thạch vẫn giữ được sự nguyên vẹn vốn có của nó. Điều này cũng được chính thức xác nhận lại sau đó bởi kết quả chụp cắt lớp. Việc nghiên cứu hóa thạch do đội ngũ cổ sinh vật học giàu kinh nghiệm, đứng đầu là Từ Tinh, một trong những nhà cổ sinh vật học đã đặt tên cho nhiều loài khủng long nhất thế giới. Nhận thấy những đặc điểm khác thường ở cặp chi trước của con khủng long này, với mỗi bên chi trước của nó ngoài 3 ngón tay còn có một thanh châm bằng xương, tiếng Anh gọi là Styliform, với chiều dài bất thường, dài hơn cả ngón thứ 3 vốn là ngón dài nhất trong 3 ngón tay và cả xương trụ nữa. Đồng thời nó mọc theo hướng ngược lại so với các xương ngón tay. Do đó nhóm nghiên cứu cho rằng cấu trúc này khá giống cấu trúc của cánh rơi và nhiều khả năng dùng để chống đỡ cho một lớp màng da. Như vậy thì con khủng long này sở hữu đôi cánh không hề giống với bất kỳ loài khủng long hay loài chim nào khác mà con người từng biết, nhưng lại giống với đôi cánh của rơi. Và chẳng phải rồng trong thần thoại phương Tây cũng sở hữu đôi cánh giống rơi đó sao? Chính vì thế con khủng long này không khác gì một phiên bản thật sự của loài rồng trong thần thoại phương Tây, ngoài trừ việc nó có kích thước hơi bé nhỏ, với kích thước tương đương một con mèo và cân nặng ước tính chỉ khoảng 380g. Do đôi cánh kỳ lạ của con khủng long này, Từ Tinh và đội ngũ của mình đã quyết định đặt cho nó danh pháp khoa học từ những từ trong tiếng Trung Quốc là Di Chỉ, dịch ra Hán Việt có nghĩa là Dực Kỳ, mang nghĩa đôi cánh kỳ lạ. Đây là một trong những danh pháp khoa học ngắn nhất lịch sử, khi cả tên chi lẫn tên loài cộng lại chỉ có 4 ký tự. Trùng hợp thay, một loài động vật khác cũng nắm giữ kỷ lục này với Di Chỉ là loài rơi lớn sống về đêm, Iaio. Như đã nói, Di Chỉ là một con khủng long tương đối nhỏ. Nó được xếp vào nhánh khủng long cận điểu Paravis và được phân vào họ Scansoriopterygii. Danh pháp của họ này lại có nghĩa là đôi cánh để trèo cây. Giống như các loài cùng họ, Di Chỉ có cây đầu và mõm khá ngắn, phần mõm hơi chích xuống dưới. Trong mõm không có nhiều răng và chỉ nằm ở phần đầu hàm, trong đó 4 chiếc răng ở ngoài cùng hàm trên là lớn nhất. Ở chi trước thì ngoại trừ thanh châm khác thường thì phần còn lại tương tự hầu hết các loài khủng long cận điểu, vì chi trước dài và mảnh, ngón thứ nhất là ngắn nhất và ngón thứ ba là dài nhất. Không chỉ có xương, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mẫu định danh của Di Chỉ gần như được phủ kín bởi lông vũ, bắt đầu từ gần phần mõm. Tuy nhiên lông của nó có cấu trúc tương đối đơn giản với phần gốc dài, có những sợi nhỏ mọc tỏa ra.
Những chiếc lông này tạo thành một lớp phủ dày cho thấy nó có thể có công dụng chính là giữ ấm cho con vật. Và bên cạnh lông vũ thì nhóm nghiên cứu của Từ Tinh còn nhận thấy dấu vết của những miếng da nhỏ nhăn nheo nằm giữa các ngón tay và thành châm, càng khẳng định hơn sự hiện diện của lớp màng da thay vì các lông vũ có chức năng hỗ trợ việc bay. Lớp màng da này trải rộng giữa ngón tay thứ nhất đến ngón tay thứ ba và thành châm, đồng thời nhiều khả năng kết nối với phần ngực của con khủng long, dù người ta không tìm thấy dấu vết của phần da nối giữa hai khu vực này trên hóa thạch mẫu định danh. Dù khi mới hình dung thì ngoại hình của di chì với cánh có màng da dễ gợi cho người ta nghĩ đến các loài rơi hiện đại, nhưng ở rơi không có thanh châm và lớp màng da chỉ trải rộng giữa các ngón tay mà thôi. Thanh châm tương tự di chì vẫn được tìm thấy ở một số động vật hiện đại có khả năng lượn, chẳng hạn như sóc bay. Đương nhiên, phát hiện đôi cánh kỳ lạ của di chì mới chỉ là một nửa câu chuyện, phần còn lại là nó đã sử dụng đôi cánh kỳ lạ này như thế nào. Từ di chì thì các nhà cổ sinh vật học suy luận rằng các loài cùng họ của nó cũng sở hữu đặc điểm gần tương tự. Các nhà cổ sinh vật học xem đây là những thử nghiệm đối với khả năng bay của quá trình tiến hóa vào thời điểm gần với sự khởi đầu của các loài chim. Một mặt thì họ tin rằng nó chính là một đôi cánh, tuy nhiên không giống như cánh chim và cũng không giống cánh rơi, nó giống với cánh màng ở những động vật truyền lượn hơn. Dù vẫn có khả năng di chì có thể đập cánh, nhưng việc thiếu những bằng chứng về cơ ngực lớn cũng như tính chất cồng kềnh của thanh châm càng khiến cho nhiều người tin rằng đôi cánh này thích hợp cho việc lượn hơn. Một số phân tích sâu hơn đã đưa ra 3 mô hình cho cấu trúc cánh của di chì. Mô hình thứ nhất gọi là mô hình cánh rơi, trong đó thanh châm sẽ chỉ về phía sau và có màng da kết nối giữa thanh châm và phần ngực. Như vậy thì di chì sẽ có một đôi cánh khá rộng. Một biến thể khác của mô hình cánh rơi đó là mô hình cánh rực long, trong đó thanh châm sẽ hơi hướng chếch ra ngoài và khi đó đôi cánh sẽ trở nên hẹp hơn một chút. Mô hình thứ hai là mô hình cánh Maniraptor, trong đó thanh châm sẽ hướng thẳng về phía thân, càng thu hẹp phần màng da của đôi cánh lại, nhưng có thể nó sẽ được mở rộng bằng lông vũ nằm ở phía trên của mặt dưới hướng ra ngoài. Mô hình thứ ba là mô hình cánh ếch, dựa trên loài ếch bay. Sẽ không có phần màng da nối giữa thanh châm và vùng ngực, mà thanh châm chỉ có tác dụng mở rộng phần màng da giữa các ngón tay. Tuy nhiên phần cánh tay có thể có thêm lông vũ để tạo thêm lực năng. Khi phân tích sâu hơn hai mô hình cánh Maniraptor và cánh rơi, kết quả như sau. Với mô hình cánh Maniraptor, chúng ta sẽ có bề mặt cánh của di chì là 320cm² và tải trọng cánh là 1,19g/1cm². Với mô hình cánh rơi thì bề mặt cánh sẽ rộng hơn, đạt khoảng 638cm² và tải trọng cánh là 0,6g/1cm². Trong cả hai mô hình thì tải trọng cánh đều thấp hơn nhiều so với giới hạn trên của việc bay của chim là 2,5g/1cm². Tải trọng cánh của mô hình cánh Maniraptor tương đương với tải trọng cánh tiêu chuẩn của vịt, nhưng vịt có sải cánh rộng hơn và tỷ lệ dài rộng cánh lại thấp hơn. Tải trọng cánh của mô hình cánh rơi lại tương tự các loài chim lội, nhưng chim lội có cả sải cánh lẫn tỷ lệ dài rộng cánh lớn hơn nhiều. Một vấn đề khác nếu cho rằng di chì là loài chim lượn ở chỗ, nó sở hữu đôi cánh ở chi trước thay vì màng lượn nằm dọc thân như hầu hết các động vật chuyên lượn khác, do đó khó kiểm soát trọng tâm và bề mặt nâng chính hơn, khiến cho việc bay trở nên thiếu ổn định. Vấn đề này có thể được khắc phục phần nào bởi cái đuôi và những lông đuôi dài như ở chi cùng họ Aedipteryx. Nó cũng có thể cải thiện tính ổn định khi bay bằng cách đập cánh, giống như là chim Việt cũ Kakapo, loài cũng lượn từ cây này sang cây khác nhưng cũng biết đập cánh để kiểm soát việc hạ độ cao. Vào năm 2020 thì một nghiên cứu của Alexander Desicchi và các cộng sự chỉ ra rằng dù di chì và các loài cùng họ với nó là những động vật sỏi leo trèo và biết lượn, nhưng chúng có những điểm yếu cực lớn khi bay, chẳng hạn như khả năng bay lên từ mặt đất so với các loài cật điểu nhỏ khác và khả năng lượn của chúng chỉ tương đương các loài động vật có vú biết lượn cùng kích thước, chẳng hạn như rơi. Chúng có thể lượn qua những khoảng cách ngắn với tốc độ nhanh, nhưng nếu khoảng cách dài hơn thì chúng sẽ trở nên kém hiệu quả và dễ làm mồi cho những kẻ săn mồi khác. Vì thế họ cũng phỏng đoán rằng di chì sống trong những khu rừng rậm nhiều cây là chính. Di chì và họ hàng của nó cũng khó cạnh tranh với những loài động vật có xương sống với khả năng bay lượn tốt hơn, và đôi cánh rơi tuy trông rất ngầu đã không thể chiến thắng đôi cánh bằng lông vũ trong cuộc thử nghiệm của quá trình tiến hóa và biến mất hoàn toàn trong dòng dõi của khủng long. Tuy nhiên nói về ngoại hình thì di chì rõ ràng giống nhất với những hình dung về rồng trong thần thoại phương Tây, một con bò sát với đôi cánh rơi. Chỉ tiếc là đôi cánh này không thể giúp di chì tung hoành bầu trời và có lẽ nó cũng không phun lửa như những con rồng mà chúng ta thấy trên phim. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.